Em xin phép chào cô chú và anh chị, và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm lịch Xuân Lãm nha anh chị. Và những cái phần sản phẩm em lên, anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin trực tiếp hoặc là điện thoại qua cái Zalo bên em là 0913 nha anh chị, 330469, và em sẽ báo mã số sản phẩm. Hoặc là anh chị nếu anh chị đã sử dụng, anh chị đã sử dụng cái Zalo đó, anh chị cứ chụp, nếu anh chị đã xem kiểu như trên kênh của em lên những sản phẩm anh chị xem rồi, đều anh chị cứ chụp những cái sản phẩm trên cái màn ảnh anh chị chụp gửi qua thì em sẽ tìm rất là nhanh nha anh chị, và báo mã số những món nào còn, những món nào hết em sẽ báo trực tiếp cho anh chị luôn trong live luôn nha anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái bộ ngũ sắc anh chị, một cái bộ tràng ngũ sắc. Bộ này là gồm là một bình nha anh chị, một bình còn một bình một ly. Một bình một ly nha anh chị. Đấy. Bình này là lọc tổ ong anh chị, bình này lọc tổ ong. Và bên này là cũng có truyện đầy ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ nha. Bình này là dung tích 500ml anh chị, dung tích bình là 500ml. Miệng là 8.5 anh chị và cao là 6 anh chị rồi. Cái này em bán cho anh chị bộ này với giá là 590k. Bộ này là một bình một ly nha anh chị, em bán cho anh chị là bộ này 590k. Anh chị chốt giùm em mã Q22 nha anh chị, 590k mã Q22. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là bộ này là một cái bộ dĩa nha anh chị, một bộ dĩa. Bộ này có ký hiệu nha anh chị. Nói chung em có là 3, 6, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chiếc anh chị. 13 dĩa. Mà cốt này rất là nặng anh chị, 13 dĩa nha. Đường kính dĩa là 14. Đường kính dĩa là 14 nha anh chị. Và cũng có truyện luôn nha anh chị. Đấy, 10, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chiếc. 35. Rồi tổng là 13 chiếc anh chị, 13 dĩa như thế này nha. Bộ này dĩa này chị, 13 dĩa em bán cho anh chị là 213 chiếc anh chị, 240k. 240k 13 chiếc nha anh chị. Mới chưa qua sử dụng và có truyền nha anh chị đó. Có truyền ký đầy đủ nha. 240k anh chị chốt giùm em mã Q23. Q23 nha chị, Q23. Rồi nha chị, bây giờ em có lên là làm dòng này là dòng chén nha chị, chén cơm nha. Dòng này là em có số lượng khoảng là khoảng 20 chiếc nha chị. Dòng này em có số lượng 20 chiếc. Màu này là màu xanh ngọc anh chị, màu xanh ngọc. Màu này là màu xanh ngọc nha chị. Đường kính chén là 13 và ngang của chén là 12. 13 và ngang 12 nha chị đấy. Và trong cái này là màu xanh ngọc, trong trong lòng là họa tiết là vẽ cây trúc anh chị. Họa tiết là vẽ cây trúc nha. Cái này em có là số lượng 2 4 6 8 10 cho bây giờ em lên cho anh chị 10 chiếc nha anh chị. Đường kính là 13.5 và cao 12.5. Xin lỗi. Đường kính là 13 và cao của chén này là 5. Rồi cái này 10 chiếc em bán cho anh chị với giá 220k 10 chén cơm. 220k nha anh chị, 10 chiếc nha. Anh chị chốt giùm em mã Q24 nha anh chị, Q24. Q24. 220k 10 chiếc mã Q24. Cái này em có số lượng 20 chiếc nha anh chị, 20 chiếc nha. Rồi em lên một cái cặp anh chị, cặp này là một cái cặp mèo nha anh chị, cặp mèo có quai anh chị, quai mèo đuôi mèo nha anh chị.
Đường kính ly là 8 và cao của ly này là 10. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi, cặp này bán cho anh chị là 150k. Một cặp này là 150k nha anh chị. Anh chị chốt giùm em mã Q25. 150k một cặp nha anh chị. Q25 nha anh chị. Đuôi mèo và cỏ này họ tiếp mèo nha anh chị. Rồi em lên ly anh chị, ly ngũ sắc anh chị. Ly này em có 5 chiếc. Ly này là đường kính là 8 và cao của ly này là 6. Rồi ly này em bán cho anh chị là 240k 5 chiếc. 240k 5 chiếc nha anh chị. Anh chị chốt em mã Q26. Mã Q26 nha anh chị. 240k 5 chiếc mã Q26. Họa tiết anh chị rất là đẹp, vẽ tay có truyện ký viền sô cô la mới vừa qua sử dụng. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là anh chị để những cái này anh chị để trái cây nha. Anh chị kiểu như là anh làm hay thớ một cái dĩa để trái cây cúng, anh chị để nè. Cái này là có đế nha. Có đế. Đường kính là 21.5 và cao là 5. Rồi cái này em bán cho anh chị là 70k một chiếc. Có truyện ký nha anh chị, 70k một chiếc. Anh chị chốt giùm em mã Q27. 70k một chiếc nha anh chị, Q27 nha. Rồi em lên cái bộ này anh chị. Bộ này là USA của Mỹ anh chị. USA của Mỹ nha. Bộ này là đường kính dĩa là 22. Đường kính dĩa là 22 nha anh chị. Cái này là USA của Mỹ. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là 60k một chiếc nha anh chị. Cái này em có 3 chiếc nha. 60k một chiếc anh chị, USA của Mỹ. Rồi ba chiếc này bán cho anh chị là, nếu anh chị chốt ba chiếc là 170k. 170k ba chiếc, anh chị chốt cho em mã Q28. 170k ba chiếc nha anh chị, 170k ba chiếc. Q28 nha anh chị, ba chiếc này nha. USA phía sau anh chị của Mỹ nha. Rồi em lên một cái cặp này anh chị. Một cái cặp này là một cái cặp mộc men đá nha chị, rất là đẹp luôn. Vừa là mộc men đá nha chị, hai màu. Đường kính là 23.5 và cao là 4.5 anh chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị là, một cặp này là 160k, thì mỗi chiếc này là 80k. Hai chiếc này là 160k. Anh chị chốt em mã Q29. Nói gì nhỏ này. Rồi em lên cái bộ dĩa anh chị. Bộ dĩa này là bộ dĩa chấm nha anh chị. Rồi nha chị, cái này em có tổng là 27 chiếc anh chị, 27 chiếc nha. Đó, khoảng 27, 44, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
tổng là 23 chiếc anh chị, tổng là 23 chiếc nha. 23 chiếc. Đường kính là 9 nha anh chị và cao là 2.5. Rồi, 23 chiếc anh chị. Em bán cho anh chị 23 chiếc này là 180k. 23 chiếc nha chị, 180k. Anh chị chốt cho em mã Q30. Mã Q30 anh chị, mã Q30. 23 chiếc nha chị, 180k. Mã Q30. Cái này là mới nha anh chị, mới nha. Ở cái này là viền xanh. Cái dĩa Âu nha. Cái này là Alien nha chị, ba cái dĩa Âu. Hoa chị nhìn cái dòng Âu là anh chị nhìn con hoa rất là đẹp luôn. Dĩa này đường kính là 15.5 anh chị. Và cái này đường kính là 14.5, nó hơi dính keo phần trong nha anh chị, sao nha. Đó, em gỡ nè ra. Đấy, rồi ba chiếc này em bán cho anh chị là Âu nha chị. Rồi, 140k ba chiếc. 140k nha chị. Mấy cái này anh chị nhìn những cái hoa hả chị, những cái hàng Âu chị, có hoa rất là đẹp luôn, mà kiểu như là những cái hoa rất là sang trọng anh chị. Rồi 140k ba chiếc, anh chị chốt giùm em mã Q31. Chị mã Q31 nha. 140k mã Q31 giùm em. Rồi cái này là set trà nha chị, set trà Italy của Ý nha chị. Đấy, cái này em có 5 set nha chị, em có 5 set, 6 set gì anh chị. Viền là viền vàng, đai cũng là vàng luôn nha chị, toàn bộ vàng. Và cái này là mới nha chị, mới to luôn, có truyền ký đầy đủ anh chị. Đường kính này là 15.5 anh chị. Mấy cái hộp này anh chị tặng biếu là ok luôn nha anh chị, rất là sang trọng luôn. Hoa này chị, mà có hoa này nha, viền là viền vàng nha chị, viền vàng. Đường kính dĩa là 15.5, còn ly đường kính là 10.5 và cao là 6. Rồi cái này em bán cho anh chị là sale giá nha chị, 390k một set nha chị, 390k một set nha. Có ký hiệu nha chị, cái này là có ký hiệu anh chị nói. 390k anh chị đó, có vương niệm của hoàng gia nha chị, vương niệm của hoàng gia Italy của Ý nha chị. 390k một set. Anh chị chốt cho em mã Q32. Mã Q32 nha chị, mã Q32. Rồi em lên cái này anh chị, ly nha chị, ly này là ly thủy tinh nha.
ly này hộp này em có 6 em có 6 chiếc anh chị. Hộp này em có 6 chiếc. Đường kính ly là 8.5 nha chị, và cao của ly là 11. 8.5 nha chị, cao của ly là 11 nha. Rồi bộ này anh chị, bộ này em có 6 chiếc anh chị. Em bán cho anh chị bộ này là 6 chiếc nha chị, đó rất là đẹp luôn. Rồi 230k bộ này. 230k nha chị, anh chị chốt em mã Q33. 230k nha chị, mã Q33 nha. Đấy, một cái hộp 6 chiếc siêu xịn sò luôn. Cái men của nó rất là đẹp nha chị. Những cái hàng mà hộp này là chuẩn hàng Nhật, là mình cứ xài anh chị xài rất là lâu, nhưng mà cái men vẫn là anh chị nó bóng loáng luôn. Những cái dứt là hàng thủy tinh nha chị, trừ phi bể thì không nói chi, chứ mà đã sử dụng là cái men lúc nào cũng bóng loáng anh chị. Đấy, này em bán cho chị là Q33 230k một hộp. Bên em là chuyển khoản miễn phí nha anh chị. Anh chị chuyển khoản em bao phí nha. Đơn bên em đi thấp nhất là 500k. Thấp nhất là đơn em bên em đi thấp nhất là 500k nha anh chị. Rồi em lên một cái bộ anh chị. Bộ này là Arita xứ xương rất là mỏng anh chị. Gọi là xứ xương rất là mỏng nha. Bộ này gồm có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc ly. 5 nha. Đường kính là 9 và cao là 6 anh chị. Viền này là viền vàng anh chị. Nói chung là cái ly này cầm lên tay là nó rất là mỏng. Nó gọi dòng là xứ xương. Rồi bộ này em bán sale cho giá cho anh chị có hộp luôn 260k. 260k nha anh chị, có hộp đầy đủ nha anh chị, 260k. Anh chị chốt giùm em mã Q34 nha anh chị. Nó 17 nhiều mã dữ nè. Anh chị hoa nha anh chị, cái này là hoa nha, viền là viền vàng, truyện ký đầy đủ anh chị. Và dưới trong này cũng là viền vàng, ngoài là cũng viền vàng. Nói chung cái ly anh chị để rất là đẹp nha. Em để ướm lên cho anh chị xem nè. Đấy, một cái ly nằm trong phone hộp nè anh chị. Đấy, sang trọng anh chị, đấy cái hoa này. Rồi, bộ này là 260k. Anh chị chốt em mã Q34 nha. Q34 ly uống trà siêu xuất sắc. Rồi em lên bữa nay em sale cái bình này xuống 100. Rồi nha anh chị, bình này là dáng của Ba Tước nha anh chị, phong cách Âu nha, phong cách hòn da anh chị. Đấy, miệng là bèo vàng, siêu xuất sắc, viền là vàng, toàn bộ là vàng hết nha chị. Hoa đính vàng hết luôn nha. Nói chung cái bình này chỉ là đẹp thôi nha chị, xuất sắc đẹp luôn. Miệng bình là 29.5 và cao của bình này là 43. Rồi bình này em sale hôm nay em lên giá là 2.1 triệu nha anh chị. Bữa nay em sale xuống còn 2 triệu chỉnh nha anh chị, 2 triệu. Bình này là siêu xuất các anh chị, phong cách Âu nha, 2 triệu anh chị chốt giùm em. Mã Q36 anh chị, 2 triệu mã Q36, 2 triệu. Xuất sắc rẻ luôn.
em lên một cái dĩa anh chị, một cặp dĩa màu, một là màu đỏ, hai là màu vàng nha chị, một là đỏ, hai là màu vàng. Cái này là chị một bộ nha chị, một bộ nó có hai màu nha chị, một bộ có hai màu. Đường kính là 20.5 và cao là 4. 20.5 nha chị, cao là 4 nha. Rồi một cặp này em bán cho anh chị là một cặp nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị 90k một cặp. 90k một cặp nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Q37. 90k một cặp Q37. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là dĩa màu đen nha chị, dĩa đen nha. Dĩa này đường kính là 19 anh chị, và cao của dĩa này là 3.5. Rồi cái này em có anh chị, em bán cho anh chị giá sale hiện tại của hàng luôn. Đường kính là 19 nha anh chị, đường kính 19. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 110k. 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 110k nha chị, 110k 5 chiếc. Anh chị chốt cho em mã Q38. Q38 nha anh chị, 110k 5 chiếc mã Q38. Cái này em có số lượng nha anh chị, em có số lượng nha. Rồi cái này anh chị đường kính là 15.5 anh chị. 15.5 nha. Cái này là một cái khay vuông anh chị. Một cái khay vuông anh chị để rất là xử anh chị. Vẽ tay 100% nổi cộm nha anh chị, nổi cộm. Rồi cái này em bán cho anh chị là mỗi chiếc này là với giá là xuất sắc anh chị, nó đều bộ này xuất sắc luôn. Rồi em bán cho anh chị mỗi chiếc này với giá là 35k một chiếc nha chị, 35k một chiếc. Anh chị mua mấy chiếc, một chiếc hoặc hai chiếc hoặc ba chiếc nha chị. 35k một chiếc anh chị, cái này là cốt mọt nha. Men nổi anh chị, cốt mọt men nổi, 35k một chiếc. Anh chị chốt cho em mã Q39 nha chị, mã Q39. Mã Q39. 35k một chiếc. Rồi cái này là cái gì anh chị, cái này là Âu nha chị, mà cũng không biết làm cái gì luôn nha anh chị. Có hộp luôn nha, có hộp. Đường kính này là 14 và ngang là 9. Rồi chiếc này em bán cho anh chị 50k. 50k nha chị, 50k. Chiếc này là phong cách Âu, mà em không biết làm như trong chị, giống trong hộp luôn nha. 50k. Chốt cho em mã Q40. 50k nha chị, Q40 nha. Q40. Dán kìa. Dán trời. Dán một đầu keo lại nó tuột cái đầu nè. Nó tuột một cái đầu. Rồi em lên một chiếc này anh chị. Này là đường kính là 8.5 nha chị, và cao là 11. Cái này là mọt anh chị, một cái ly mọt nha. Một ly mọt. Ly này em bán cho anh chị với giá là 100k. 100k
100k cái ly này anh chị. 100k anh chị chốt cho em mã Q41 nha chị, Q41. 100k Q41. Rồi em lên một cái bình mọc anh chị, một cái bình mọc nha. Bình này là dòng rạng nha chị, giống cái nằm giống kiểu chị, giống cái này giống kiểu như là Soma nha chị. Cái này là ly này giống Soma. Đường kính ly là 3 và cao là 15. Rồi cái bình này em bán cho sale giá là 120k. Bình này là 120k nha chị. 120k Q42 nha anh chị, 120k Q42. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này.